Thưa quý vị, thưa các bạn, đam mê du lịch, yêu thích những gì thuộc về văn hóa địa phương, một cô gái trẻ ở thành phố Cần Thơ đã mang rất nhiều tài nguyên bản địa vào khu nghỉ dưỡng của gia đình. Và sau đây, mời quý vị cùng đến ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền để gặp gỡ chủ nhân của khu nghỉ dưỡng độc đáo mang tên Mekong Siêu Eco Lodge. Có tuổi thơ gian khó khi phải theo cha mẹ là thương hộ mua bán trên ghe, nên thuyền phòng là một trong những sản phẩm nghỉ dưỡng đầu tiên được chị Quỳnh Thị Bích Tuyền khai thác khi quyết định đầu tư du lịch. Tuy nhiên, tất cả nội thất bên trong đều được bố trí khá bài bản và luôn chú trọng đến yếu tố an toàn. Tôi lợp đó là 3 lớp để cho mưa không có vô được. Ngoài ra thì là tôi là có neo đậu lại tại chỗ để khách an toàn khi được ngủ ở trên thuyền. Bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 2021, sau hơn 2 năm xây dựng, Mekong Siêu Eco Lodge có 22 phòng được xây dựng trên diện tích khoảng 7.000 m². Vào những dịp cuối tuần này mình có thể về đây chơi nghỉ dưỡng một cách rất là thoải mái. Về đây thì phong cảnh cây cỏ rất là hữu tình. Mình về đây thì để cho nó hòa nhập vào thiên nhiên, nó sẽ quên đi những ngày chống dịch ở nhà. Đặc biệt, chủ nhân của khu nghỉ dưỡng này còn tận dụng triệt để các yếu tố về văn hóa và tài nguyên bản địa của địa phương vào trong mỗi căn phòng. Sử dụng vật liệu địa phương thì là tôi có mua cây dâu là đặc trưng của Phong Điền. Mỗi tên phòng thay vì mình đặt số thì là tôi đặt theo từng loại tên của một loài cá của Nam Bộ, để khi các bạn trẻ cũng như là những đứa bé đi vào thì sẽ thắc mắc hỏi và sẽ vô tình sẽ nhớ lại những cái loài tên cá đó mà chúng ta là đã từ lâu, là đặc biệt là chỉ có người lớn mới biết thôi. Ngoài khu nghỉ dưỡng hiện đang khai thác, chị Bích Tuyền cho biết đang tiếp tục đầu tư thêm điểm tham quan làng văn hóa Nam Bộ thu nhỏ với diện tích khoảng 8.000 m² ở ngay bên cạnh. Điều này được kỳ vọng là sẽ góp phần để ngành du lịch huyện Phong Điền nói riêng, du lịch Cần Thơ nói chung sẽ có thêm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách.